làm sao rồi? Rồi, tới giờ nó nóng nóng mà khó chịu lắm. Hồi ráng ăn miếng cháo rồi có sức chửi tôi. Chứ nhìn bà như vậy chịu không nổi. Ăn không nổi sức đâu còn để chửi không chứ. Ráng còn sức mà ăn miếng miếng. Rồi để đi chút tôi ăn sao. Tôi không qua khỏi. Điên khùng gì vậy? Ông lo cho má tôi. Bà đừng có khùng. Nhưng nhìn nó mấy đứa nhỏ giùm tôi nha. Đời nào mà nhà bà thì bà tự lo chứ mắc gì tự nhiên cái nhà bà cái bà kêu tôi lo. Mạnh ai nấy sống đi bà ơi. Ai rảnh đâu mà kiểu. Cũng lớn rồi, thôi kiếm ai đó được á, lấy về đi để có người bầu bạn. Chứ cả đời theo tôi tò tò làm gì, nhiêu nó đủ rồi. Ai nói với bà là tôi theo bà? Mấy chục năm nay là bà ám tôi. Bà ám tôi suốt cái cuộc đời này. Cho nên lúc nào còn bà Ngọc là có ông Vàng. Mà hễ ở đâu có ông Vàng là ở đó phải có bà Ngọc. Bà không có bỏ tôi được đâu. Nhưng đợt này chắc tôi không còn đủ sức để theo ông nữa. Khùng điên cái gì đâu mà có gì đâu, bà phải khỏe lại rồi về rồi tôi với bà còn anh. Tôi nói thiệt, trong người tôi làm sao tôi biết mà. Điên khùng quá. Để thì lên thì hỏi bác sĩ coi sao rồi tính tiếp. Ngọc gì à, gì ủa má vô khỏe chưa con? Đỡ, đỡ nhiều rồi. Vô chi vậy trời, không biết vô đây ở dưới quê lên chi vậy cho cực khổ. Mày nói vậy mà mày nghe được hả Ngọc? Bây giờ mày có lớn thì mày cũng là con của má mà. Bây giờ nè, cho dù con có 100 tuổi thì con cũng là con của má. Má phải luôn luôn hướng về con, má lo cho con chứ. Sao vậy? Con khỏe không chết thì bị ba cái bệnh này có nhầm gì với con đâu. Sao mà khóc? Quá thì sao đâu, khóc gì đâu mà tự nhiên ngồi cái bụi nó vô chứ khóc gì đâu à. Thôi về đi. Trời đất ơi, tao mới lên cái mày đuổi tao về vậy đó hả? Ờ mày coi kìa, mày coi gì mày kìa. Thôi mày cũng vậy nữa. Đưa bà ngoại lên chi, bà ngoại già cả rồi. Đưa lên đây chi không biết nữa. Đừng có trách nó, tự má muốn lên đó. Mỗi cây cẳng quá trời. Ây da, đúng rồi, tại má. Má hồi xưa tại má khó với mày quá, đúng không?
ai tới với mày má cũng chê ổng chê eo. Cao thì má nói cao quá, lùn thì má nói lùn quá, mập thì má chê chậm, còn ốm thì má chê đủ thứ hết. Bởi vậy giờ má xin lỗi con, tại má mà con một thân một mình, không có ai bầu bạn được chưa? Bỏ thôi, bệnh viện của ta mà la làng quá. Má không có la, nhưng mà má buồn là tại vì má làm cho con như vậy, chứ đâu phải con xấu con ế gì. Quá tự nhiên sao dịch nói với chuyện này. Ngờ. Mấy chục năm nay có ai trách ai hờn gì đâu. Thì đó, giờ thấy cái cảnh mày như vậy thì má mới ngộ ra là má sai. Dì ơi, dì gắng khỏe nha dì. Dù cho sau này không ai cưới dì, nhưng mà còn chú vàng của con sẽ cưới dì mà. Đúng rồi, con mà... thấy chú vàng chăm sóc dì quá trời ý. Nên là hay là khi nào khỏi bệnh ý, dì cưới chú vàng đi. Có gì chú vàng chăm sóc cho dì. Dạ. Điên khùng. Tụi mày mấy tụi mày có ngày rảnh lo chuyện cho tao. Tụi mày lo ăn lo học kìa. Bây giờ cuộc đời tao bây giờ tao không có con cái, nhưng giờ còn tụi con làm chi? Nuôi tụi mày chưa đủ cực hả? Bây giờ tự nhiên cái giờ có chồng, giờ sướng chết. Muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ, muốn đi đi. Có tụi này nó cũng hữu hỷ. Làm nuôi tụi nó đã cực rồi, giờ riêng nuôi chồng nuôi con, mắt muốn con khổ má hay gì. Ủa mày nói như vậy, bây giờ cho mày lớn tuổi rồi đi, không có còn đẻ được nữa thì giờ cũng có người bầu bạn tâm sự hữu hỷ. Chứ không lẽ cái đám này nó sống hoài với mày hả? Nó cũng phải có bồ, có chồng, có vợ hết chứ. Rồi lúc đó ở mình có thấy buồn không? Giờ má tính vậy nè, giờ ngoại tính vậy hai đứa nghe được ha. À, không mấy bật đèn xanh đi con, cho con vàng nó nhào vô. Má không có cấm cản hai đứa nữa đâu nha. Ai mà làm vậy hả má? Hồi đó còn trẻ còn thanh xuân, mình không chịu người ta. Tới giờ già cả hết rồi, tự nhiên rước người ta về như rước, như người ta phải lãnh nợ hả má? Thôi con làm gì ái nái lắm. Con với ông vàng vậy là vui rồi, đừng có để ý tụi con. Má phải sống vui với mấy cháu. Còn chuyện con cứ để con lo, đừng có lo cho con nữa, con già đầu rồi. Nghe má nè, thằng vàng nó sống tới giờ này, nó ở thân mình là chắc nó chờ con đó. Chờ một cái gật đầu của bay thôi đó. Sao bây giờ con đại diện nhà trai đi, ngoại đại diện nhà gái, con chịu không? Dạ, con chịu ngoại. Nó chịu rồi, bay chịu luôn đi. Nghe gì? Nó không chịu hay không hay chịu gì kệ nó. Nó là con của tao, cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Bây giờ á, bây về bây nói với chú vàng bây á là dập, tấn công dồn dập, đập luôn nó cũng được, nó không thành vấn đề. Dạ. Má đặt để con ngồi chỗ đó là con phải ngồi mà ngạo nghe lời má. Mọi người muốn làm cái gì đó làm, tôi bây giờ tôi mệt quá. Gì bây giờ gì chịu chú vàng của con đúng không gì? Nghe gì? Không lẽ giờ cứ ép tôi phải mở miệng đó trời. Ừ thì nó không nói là nó chịu rồi đó. Má cảm ơn con nghe con gái. Cảm phiền người nhà cho tôi hỏi, ở đây ai là người nhà của bệnh nhân, người có thể chịu trách nhiệm chính cho bệnh nhân? Dạ tôi là má nhỏ này, má ruột nha. Dạ sao bác sĩ, con tôi nó khỏe đúng không? Hò quá không có cho xuất viện. Nó khỏe rồi, ngày mơ xuất viện phải không bác sĩ? Tụi nó bác sĩ nghe, sắp sửa có chồng rồi, hồi nãy nó mới chịu rồi đó. Tôi cần gặp riêng bà để trao đổi về bệnh tình của cô ấy. Con tôi hả? Được, bác sĩ nói đi. Bác sĩ, tôi năm nay cũng gần 60 rồi. Tôi cho em xin lại con đó. Bác sĩ cứ nói ở đây hết đi, tôi muốn nghe. Tôi năm nay sống nửa cuộc đời rồi, tôi đủ tâm lý, tôi chuẩn bị tâm lý hết rồi. Giờ có làm sao á thì cũng chịu được mà. Bác sĩ nói ra đi bác sĩ. Từ để coi bác sĩ nói làm sao. Mới làm gì mà mới nói vậy, má nghe má lo quá. Thôi giờ nó nói vậy, thôi nói cho nó nghe luôn đi. Nếu như gia đình đã đồng ý thì tôi muốn nói rõ về bệnh tình của cô ấy cho gia đình được biết.
để cùng nhau tìm ra cái phương án giải quyết. Sau khi kiểm tra tổng quát, chúng tôi nhận thấy rằng nội tạng của cô ấy có vấn đề, đặc biệt là vùng thận bị suy yếu nặng, cần phải thay thế gấp, càng sớm càng tốt. Nếu như mà để lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và nguy hiểm đến tính mạng. Tính mạng? Ngoại, ôi ngoại, ngoại ơi, không sao không sao. Nhưng mà có cách nào khác không bác sĩ? Có một cách duy nhất là phải có người hiến thận để thay thế cho cô ấy. Nhưng mà hiện nay thận trong ngân hàng của bệnh viện đã hết sạch, cần phải có người hiến. Hiến thận hả? Được được được, không sao không sao. À, tôi già rồi, tôi sống tôi thấy là đủ rồi. Tôi có hai trái thận, tôi cho nó một trái. Tôi thấy là tôi má cho con. Không có gì hết nha. Cho được, làm liền đi bác sĩ. Con không thấy cho con cả cuộc đời rồi. Thầm mất lần cuối đời mà sống vui vẻ với con cái. Con không cần đâu. Mày không cần lấy nhưng mà má cần cho. Mày không hiểu lòng mẹ sao Ngọc. Mẹ lương con cũng thương mẹ vậy. Nhưng mà bà ơi, bà lớn tuổi rồi, cộng thêm có bệnh nền, không phù hợp đâu bà. Tôi không có bệnh gì hết á. Tôi chỉ có bị, tôi bị cái gì tôi cũng không nhớ. Hay lấy của con đi. Dì Ngọc nuôi con mấy năm nay, giờ để con đền đáp lại công ơn của dì. Nhớ dì. Khùng quá. Tao già rồi mà chưa có cái gì trên đời này tao chưa trải qua. Con còn trẻ, còn biết bao nhiêu thứ đang cần. Sống để còn lo cho bà ngoại, còn báo hiếu cho mẹ mày nữa. Có lấy, có ai hết. Sống nhiều đi đủ rồi. Nhảy cần, tôi không có cần ai hết á. Đúng rồi đó. Tôi xin phép bác sĩ, tôi không nhận bất kỳ của ai hết á. Vậy tôi sống nhiều đây đủ rồi. Ngọc, nhiều đây đủ rồi, tôi đi được rồi. Vậy nói khùng nói điên gì vậy con? Bà định đi đâu? Ai cho bà đi mà bà đi? Tôi nói rồi, ngày nào ông Giang còn sống là bà Ngọc phải còn sống với ông Giang. Chừng nào tôi chết đi, bà muốn làm cái gì đó bà làm. Lấy trái thận của tôi. Chú, tôi sống với bà nửa cuộc đời này rồi, tiếc gì một trái thận. Tôi cho bà cả một cuộc đời tôi còn được mà. Ông là đồ khùng. Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Speakable nhé.